Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phú Thọ, 237 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Trồng nho hạ đen đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Phát triển du lịch tại bản dân tộc Mông, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Cuối chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực. Trước hết là phần tin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục duy trì sự ổn định và tăng trưởng với giá trị sản xuất xây dựng đạt gần 4.000 tỷ đồng. Kết quả giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với quý cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp đạt trên 2.300 tỷ đồng, khu vực xã phường, thị trấn và hộ dân cư đạt trên 1.500 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, các cấp, các ngành của tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ đề ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát đối với chất lượng công trình xây dựng nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai phạm trong đầu tư xây dựng. Đến nay, tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó có một sản phẩm đạt hạng 5 sao, 54 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 182 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn ngày càng được nhân rộng. Cùng với đó, việc thúc đẩy kết nối tiêu thụ, đưa sản phẩm phân phối rộng rãi trên thị trường được chú trọng, tạo động lực giúp các chủ thể tích cực đầu tư mở rộng quy mô, phát triển đa dạng sản phẩm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 282 sản phẩm OCOP của 241 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, làng nghề, hộ, cơ sở sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình. Trong năm nay, công ty cổ phần cao su Điện Biên sẽ đưa vào khai thác gần 4.460 ha cây cao su. Đến thời điểm này, sản lượng mủ cao su thu hoạch ước đạt 1.500 tấn, đạt trên 28% kế hoạch, tăng 250 tấn so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng sản lượng mủ cao su ngoài yếu tố về thời tiết thuận lợi, thì theo chu kỳ khai thác, sản lượng cao su sẽ tăng lên theo từng năm. Để phấn đấu sản lượng cao su đạt 4.200 tấn trong năm nay, ngay từ đầu năm, công ty cổ phần cao su Điện Biên đã chỉ đạo các nông trường cao su xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm kê, phân loại vườn cây, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị phục vụ khai thác, đồng thời tổ chức đào tạo tay nghề cho người lao động. Hiện 100% lao động của công ty được đào tạo tay nghề khai thác thu hoạch mủ, đảm bảo thực hiện theo quy trình kỹ thuật của tập đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đón gần 40.000 lượt khách du lịch, trong đó có 8.400 khách quốc tế. Bên cạnh việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử trong hoạt động du lịch, huyện Trấn Yên còn phát huy lợi thế về cảnh đẹp thiên nhiên trên địa bàn xã Vân Hội như đầm Vân Hội, thác Vòi Rồng, ngòi Vần, ngòi Lĩnh, ao Xanh. Để phát triển mô hình du lịch xanh mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách, xã Vân Hội đã lựa chọn những giống sen mới là Super, Quan Âm Trắng, Bách Diệp, Tây Hồ, sen Hồng, Đồng Tháp. Đây là các giống sen nổi tiếng ở các vùng miền thích hợp với trồng ở ao, hồ, ruộng trũng. Ngoài việc trồng sen để phát triển du lịch, người trồng sen cũng có thêm nhiều nguồn thu nhập từ ướp trà, bán hoa, ngó sen, cây giống, lấy lá làm trà. Thưa quý vị và các bạn, đến với khu du lịch quốc gia Mộc Châu Sơn La dịp này, ngoài tham quan các điểm du lịch nổi tiếng thì những vườn nho bắt đầu vào vụ thu hoạch cũng là sự lựa chọn của nhiều du khách. Trang trại Lam Sơn Farm tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu có diện tích trên 4 ha, trong đó có hơn 1 ha trồng nho sữa và nho hạ đen đang vào thời kỳ thu hoạch, thu hút rất đông du khách đến tham quan chụp ảnh và tự cắt băng về làm quà. Mình đến Mộc Châu lần này là lần thứ hai, nhưng mà lần đầu tiên mình đi trải nghiệm ở vườn nho. Mình thấy quả nho rất tươi, mọng và khi mình kiểm tra chất lượng nho thì rất ngọt và đảm bảo về chất lượng. Nho hạ đen và nho sữa là hai giống nho cần có kỹ thuật chăm sóc cao. Để đảm bảo cây sinh trưởng hiệu quả, cần phải có kỹ thuật cắt tỉa, quy trình bón phân, chăm sóc chặt chẽ và nghiêm ngặt. Bên mình là mình sẽ làm những cái trải nghiệm du lịch. Cho nên những cái chất lượng của mình thì đang rất gì là tốt.
khách người ta đang rất gì là có nhu cầu về những các cái chất lượng của mình, cho nên là để mà nói những các cái đơn vị mình nhập đi thì hiện tại bây giờ mình chưa đủ cung cấp. Đấy, chỉ đại loại là cũng chỉ mới đủ để phục vụ cho khách thôi. Vườn nho Hà Đen của gia đình bà Vũ Thị Huê ở bản Bãi Sậy, xã Mường Sang có diện tích trên 1.000 m² với tổng số 500 cây. Toàn bộ nho của gia đình bà được trồng trong nhà kính, có hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Hiện nay nho Hà Đen đang vào độ thu hoạch chính vụ. Những chùm nho chín tím ngắt càng mọng được thương lái đến tận vườn thu mua. Tôi cũng bán cho các thương lái đến tại vườn và cũng quảng bá trên các trang web, trên điện thoại và các thông tin đại chúng để cho các cái khách du lịch rồi là trên cái thị trường. Hiện các nhà vườn trồng nho ở Mộc Châu, Sơn La cũng đang thực hiện nghiêm các khâu chăm sóc, bảo quản theo hướng nông nghiệp sạch nhằm gây dựng thương hiệu nông sản bền vững gắn với du lịch trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều năm vất vả trong công việc nông nghiệp, người Mông ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính sách hỗ trợ của địa phương để phát triển du lịch, một ngành nghề mới mang lại nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng. Hằng A Tô là một trong những người tiên phong đi đầu trong việc xây dựng mô hình homestay tại bản Chu Va 6, huyện Tam Đường. Gia đình anh Tô đã đầu tư hơn 500 triệu đồng để đầu tư làm nhà lưu trú và các hạng mục nghỉ ngơi ăn uống. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh cũng đón tiếp trên 300 lượt khách đến nghỉ dưỡng và chinh phục các đỉnh núi. Huyện hỗ trợ 50 triệu, thế là gia đình tôi cũng đầu tư là cái nhà homestay. Là tôi cũng ở trong gia đình tôi là rất trong đấy là vẫn là có nhiều cái trong bản đó tôi là đang chuẩn bị là có nhiều cái mà để cho du khách mà đi tham quan ở sông quê nhà này. Cùng với cung cấp dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ, gia đình anh Hằng A Tô cũng đã thành lập đội porter với 10 thành viên địa phương để dẫn khách du lịch tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như đỉnh Puta Leng, Thác Vàng và cung đường chinh phục đỉnh Chu Ca 12, đỉnh Thạch Kê Đầu. Đây cũng là một nghề mới giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, góp phần thay đổi cuộc sống. Vâng, trước khi thì mình chưa làm porter kia thì mình chỉ có là làm ruộng với trồng lúa cái ruộng thế thôi. Lúc mình đi làm porter là mình giúp bản làng quản ba ruộng. Vâng. Việc định hướng phát triển du lịch của xã Sơn Bình, huyện Tam Đường không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân bản Chu Va 6 mà còn thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển bền vững cho vùng đất này. Chúng tôi cũng đã tập trung các cái nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng bản du lịch cộng đồng Chu Va 6, rồi là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ công chức phụ trách các cái hộ và các cái nhóm hộ để chỉnh trang nhà cửa, rồi là làm cổng vào hộ gia đình. Với cái mục tiêu của cấp ủy chính quyền ấy thì từ nay cho đến hết năm 2024 thì chúng tôi sẽ đề nghị các cấp công nhận bản Chu Va 6 trở thành bản du lịch cộng đồng. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng, bản Chu Va 6 đang từng bước phát triển và trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ và trải nghiệm văn hóa độc đáo của người Mông. Hy vọng rằng việc phát triển du lịch sẽ giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương và mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2024. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng sớm. Ngày nắng nhẹ, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Tỉnh Lai Châu trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tỉnh Điện Biên nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tỉnh Sơn La nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tỉnh Yên Bái trời nhiều mây âm u, có mưa rào và dông vài nơi về đêm và sáng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Tỉnh Hà Giang trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tỉnh Tuyên Quang nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tỉnh Phú Thọ trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.